Hôm nay lần thứ hai GoFood trở lại khu dưỡng lão nghệ sĩ sân khấu ở số 314 trên 65 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8 để thăm lại nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Hồng Hoa cùng với con trai của bà, đó là chú Tuấn. Và lần trước thì GoFood có thăm hai mẹ con thì cách đây tầm khoảng trên 3 tháng. Lúc đó thì nghệ sĩ Hồng Hoa là bị tai biến, đang ở trong khu dưỡng lão. Còn riêng về chú Tuấn là con trai duy nhất của nghệ sĩ Hồng Hoa, chú trước kia là chú chạy xe ôm, làm các công việc tự do, nhưng mà gần đây thì chú không may là bị cái bệnh là thoái hóa khớp háng và phải vô trong dưỡng lão để ở chung với mẹ của mình. Hôm nay thì gửi một cái món quà từ phương xa đến cho hai mẹ con để có một cái niềm vui gì đó ở trong cái khu dưỡng lão. Và đặc biệt là mình sẽ hỏi thêm về cái bệnh tình của chú Tuấn xem như thế nào. Hôm nay là con thấy chú Tuấn là ốm hơn hôm bữa nhiều quá chú Tuấn. Cũng có uống thuốc hả chị. Về cái bệnh của chú thì từ hôm bữa giờ như thế nào rồi chú Tuấn? Thì mình cũng đang uống thì cũng có nhiều người hỏi thăm. Người ta hỏi trường hợp vậy thì phải có đi mổ, đi thay khớp không? Đó thì mình cũng phải chuẩn bị, không phải có đường để mà đi thay. Hiện tại là bây giờ đang ngoại tử ở cái vùng khớp háng. Dạ. Chú có thể chia sẻ cho mọi người là chú bị bao lâu rồi chú Tuấn? Từ đầu năm tới giờ, hồi tháng Giêng tới giờ. Hiện tại là bây giờ chỉ uống thuốc thôi hả? Uống thuốc giảm đau. Nhưng mà nó uống là uống cho nó đỡ đau thôi, chứ thật ra là nó vẫn ngoại tử hàng ngày thôi. Có những ngoại tử bên trong khớp háng đó là thì mình vẫn uống thuốc, với lại có thuốc mà bổ thêm canxi cho nó sụn rồi xương cho đỡ vậy thôi. Rồi cái việc vệ sinh như thế nào chú? Không, vệ sinh mình đi vệ sinh thì mình cũng ví dụ đi tắm phải có cái ghế. Vậy là phải đẩy cái ghế vô phòng tắm. Đó mình ngồi. Người ta mình vệ sinh vậy phải có cái ghế. Nó có dạ. Nó có ảnh hưởng tới cái việc mà ăn uống của chú không? Không, vậy đó cũng có bị hoại tử ở trong khớp háng. Không có ảnh hưởng, nhưng mà đi thì là đi vệ sinh, mình tắm rửa mình vệ sinh thì nó hơi khó khăn. Nó phải ngồi trên ghế vậy để vệ sinh. Rồi khi mà ví dụ tắm xong thì cái phải dở cái giò mình lấy cởi ra để mình thay, mình tắm. Vẫn tắm được. Nhưng cái giò dở cái giò. Chú là bị ở bên chân trái. Dạ. Tại vì con thấy chú ốm nên là con mới hỏi là có ăn uống được không đó, thầy thấy không ăn uống. Buồn suy nghĩ. Suy nghĩ không có tiền để mà phẫu thuật hả? Phải, suy nghĩ hoàn cảnh tự nhiên giờ tự nhiên mà đầu năm tự nhiên đang đi tới lui cũng đi làm mà tự nhiên bừng ra phải mình đâu nhiều người tưởng mình bị tai nạn quá mới bị gọi là hoại tử. Mà mình đâu có tai nạn, đau nhất đâu mà mình chụp hình lên thì bác sĩ nói là bị hoại tử, rồi mình chạy vô chỉnh hình khám lần cho yên tâm, đem cái phim vô hai bác sĩ nói là bị hoại tử rồi, cái suy nghĩ ngủ nó ít hết được suy nghĩ nữa vậy, chứ ăn uống cũng bình thường, mình cũng ráng ăn uống để còn bà già mà. Cái hồi đợt trước con thăm chú với lại nghệ sĩ Hồng Hoa đó cách đây khoảng 3 tháng mấy á, thì lúc đó là chú có nói là nếu mà chú đi nằm viện phẫu thuật á thì không có ai lo cho mẹ, đúng không chú? Nhưng mà bây giờ chú có tính lại chưa việc đó chưa? Bây giờ cũng là bà già, tại vì bà già quá, bà già để bà già thương quá, tại vì là hai mẹ con mình gắn bó 6 năm mấy rồi. Mà mới là mình nghe cái vụ mà thật nó buồn, mẹ buồn, như bà không muốn ăn, bà sợ. Bà lỡ con có gì rồi sao, rồi má sao, bà nói tại vì mình thương bà già. Hôm nay thì cô Phước có nghe nói chú Tuấn nói là ở trên phòng thì được quý mạnh thường quân thì có sơn phết rồi đi dây điện đồ lại thì cũng gọn gàng sạch sẽ hơn. Sạch lắm. Bây giờ chú dẫn con với mọi người lên trở lại thăm bà nha. Dạ. Dạ, nhớ con luôn hả? Lão ốc còn minh mẫn lắm. Dạ. Dễ thương. Nhưng mà không có nhớ tên con phải không? Nhớ tên. Dạ. Gu Food. Gu Food. Gu Food. Dạ. Hôm bữa là bà có hát tặng con với lại mọi người một cái câu đó, một cái đoạn đó.
Thợ khăn cho Tính á. Nhưng mà giờ hôm bữa có hát rồi đó. Giờ được rồi. Chứ bà giờ nó nghẹt. Mới có 3 tháng nay là hết hát được rồi hả? Nghẹt rồi. Tôi thử rồi. Không được. Thử được. Không được, nghẹt rồi. Nghẹt rồi. Rồi bây giờ mình làm sao cho nó thông bây giờ bà? Con không biết rồi, bà không biết rồi. Cháu Tuấn ơi con ơi. Nó bị cái gì? Vô thử rồi, vô thử rồi, chút xíu có được không? Cháu Tuấn ơi con ở đâu? Chân trời gặp biển bỏ mẹ rừng quanh đầu non sống nhớ con thở mà chờ đợi hả con đã đi vào đồ thu tàn mẹ tính lại ba lần cúc nở cúc đã tàn rồi con chẳng về đây à con thì tặng quân xa mẹ thì gặp biển xa cho quân trời. Cái bài đó là bài gì bà? Quế hầu thời canh cháu Tuấn. Dạ yeah. Bà mẹ đi tìm cháu Tuấn cho Tuấn nói làm vua. Yeah. Ngay chỗ tay của bà là lấy đất hay gì là chú, đúng không chú? Chú lấy khăn đó. Dạ, chú lấy lát mang mình nè, để mình có khăn ướt. Chú lấy khăn rồi chú pha với nước ấm rồi đỡ chú vào cho bà. Nghe đất cũng có đó, có ông anh vô phụ một chút. Đỡ vậy đâu mà. Em bắt có qua. Bữa nay là ở trên tóc trên đầu của bà đó là có mấy cái gì mà trắng là chú lấy cái diếp á. Cái nhíp cái ngứa cạo quen rồi từ là 6 năm rồi lúc nào cũng có cái nhíp cái cầm nhổ cái chà nhẹ rồi giờ là lau mình không chứ không có tắm rửa không có gội đầu vậy hả? Lâu gội cái khô xà bông khô nó có loại xà bông khô cho mấy người bệnh sáng trưa chiều tối con ơi lau mình cũng là mình cái máy dạ. Đỡ. Cảm ơn con. Dạ con xin thưa với chú Tuấn với bà như thế này nha. Dạ. Hôm nay là con qua đây để con thăm bà với lại dạ. Chú Tuấn thì sẵn tiện là con gửi một cái món quà. Cái này là của chị Lina Trần ở Mỹ. Là gửi cho bà là một thùng sữa với lại là 100 đô la Mỹ là con đổi ra tiền dạ, Việt luôn. Là 2.310.000. Dạ. Cảm ơn con nhiều lắm con. Cô đây. Bà. Đây. Cô bà, cảm ơn con. Con gửi cho bà nè 2.310.000 của chị Lina Trần ở Mỹ nha. Dạ. Ừ. Có cần mua nói là con bà cảm ơn cô Na. Dạ. Cô Lina. Lina Trần. Dạ. Còn cái này á thì chắc con nhờ chú Tuấn mở ra luôn giùm con nha. Dạ. Ừ. Nè lấy chìa khóa của con nè. Nó nói giùm bà. Cô bà cảm ơn cô Lina Trần. Dạ. Cảm ơn nhiều quá. Chúc cô được nhiều sức khỏe. Cái này thì chị đó nói là sữa đó. Thì mở ra luôn. Cho bà uống rồi bà có sức rồi bà có da có thịt đồ. Dạ mà. Dạ. Uống da bà xương da bà chết. Chú Tuấn lấy cái ghế ngồi với cái chân vậy đứng mỗi chân đó. Bà lấy cái ghế này chú. Ta nói lấy ghế cho ngồi đứng mỗi chân này. Ta nói dạ. Lấy ghế. Sáu lon ăn xua. Dạ. Chào xin em chú này, tóc lắm mừng. Giờ hai mẹ con biết nói gì hơn, rất là xúc động mừng. Trước là cảm ơn cô Lina Trần ở xa xôi mà gỡ cho hai mẹ con. Xin chúc cho gia đình cô được nhiều sức khỏe. Là cũng cảm ơn cô Phút dạ. Đã là làm cái cầu nối. Em rất là cảm ơn nhiều dạ. Xúc động quá. Cái này là chú biết sử dụng rồi đó dạ, ha. Dạ biết, nhưng dạ. Bà già có uống cái này. Dạ. Bà uống ăn dạ. Con xin lỗi nha. Bà uống 6 lon này bắt đầu là da dẻ rồi là anh hồng anh hào, anh. Mạnh khỏe lên liền, đẹp lên liền. Dạ. Mừng quá. Con thấy ở trên cửa sổ có một cái bông hoa đó là ai tặng cho bà đó bà. Ê sinh viên á, vô đặng nó mình để treo cho đẹp. Bông giả. Chắc hôm bữa ngày 20 tháng 10 gì đó. Ngày tháng 10 ngày bà phụ nữ Việt Nam đó. Ngày chung lên à. Không phải là ngày 8 tháng 3, còn ngày 20 tháng 10 đúng rồi. Ủa chú gì là sơn nửa phần bên đây hả chú? Cái tấm này là không có sơn được. Sao vậy chú? Cái này tấm không phải là tường. À cái này tấm giả đúng rồi đúng rồi. Tấm giống như là tông. Nên sẽ sơn bên đây để đó mình kéo tủ vô. Tường thì mình đánh được, còn cái này đánh là hư luôn. Cái nào cũng vậy, bên nào chỗ nào có gạch tông là không được. Hồi hổm là hình như con nhớ cũng nhiều đồ lắm đúng không? Phải dọn ra, để bên kia rồi, chuẩn bị lát nữa dọn vô. Cái
Tủ này của mình luôn hả? Của mình á, lại có ông anh ông tới ông phụ. Với lại nhờ mấy cái anh thợ sơn rồi đó, thợ hồ rồi đó, anh em phụ chứ bây giờ chân cẳng chú như vậy đâu có được. Lát nhà hai người bưng cái tủ vô. Rồi mấy cái đồ kia mình kè bưng vô đây, có ông anh ông bưng vô. Ở đây mình cũng đâu có nắng nóng dữ lắm đâu không chú? Đây nhờ cửa sổ đây mát lắm. Dạ. Phòng nào cũng có cửa sổ đúng không? Có phòng không mà ở dưới đa số nó nóng hơn trên này. Đúng rồi. Trên này nó mát, phòng này mát lắm, cửa sổ mát lắm. Cái lúc mà ở dưới có phòng trống, quản lý cũng xê nói là cái mẹ cái xuống dưới ở. Nhưng mẹ nói giờ, thí dụ mình còn đi tới đi lui được, cập khởn thì mình còn xuống đi tới đi lui. Bây giờ ngồi còn không được, mình thử thôi nằm đây vô yên. Chứ quản lý cũng thương lắm, quản lý cho xuống dưới phòng dưới đó chứ. Ở đây vừa mát mẻ mà yên tĩnh. Đúng rồi. Ở dưới người đi tới đi lui. Hơi ngọt nữa. Dạ. Giờ con nói tiếp về cái phần sức khỏe của chú nha. Dạ. Thì bây giờ cái chân là bây giờ chú tính như thế nào? Giờ chắc chắn luôn á. Cái chân là chú có tính là đi phẫu thuật hay là như thế nào không? Hay là do điều kiện hay là chứ nào, cứ nói thẳng cho con với mọi người nghe thử. Cũng muốn nhưng mà đúng là chưa người già. Lúc trước cũng có người ta cũng hỏi thăm quan tâm tới. Thì thấy bà già bà buồn quá, bà không ăn cơm. Ba nghĩ là như là hai mẹ con nuôi 6 năm rồi, người người khác nuôi thì mẹ buồn. Nhưng mà bây giờ chú phẫu thuật chú nằm có vài tháng chứ nhiêu. Đâu có gì đâu. Lúc đó nghe buồn quá, bà già không ăn cơm. Không ăn cơm mấy ngày, không ăn cơm ép ép đến sữa. Nghe nói hồi con đâu có đi mổ đâu, không có chịu ăn. Phải hơn được không anh em đồng nó đỡ quá. Vậy thì có đứa nó phụ đỡ mẹ con. Chú sợ là chú đi phẫu thuật không có ai chăm sóc cho mẹ. Giờ mẹ buồn, bà buồn dù có người nuôi, bà đã bà mẹ rất buồn buồn, buồn quá không ai uống khổ. Nó suy nghĩ hoài cái bà. Chú lúc trước là chú đi chạy xe ôm với lại đi làm mấy công việc tự do đó thì tối chú có về đây hay là chú mướn trọ riêng? Đó chú ở nhà bà ngoại, nhà bà ngoại. Nhiều nhà bà ngoại rồi bà con người ở một chút đó. Đó vậy đó. Rồi chú chạy xe tối chú về nhà chú ngủ. Người ở một khúc đó. Từ ngày 2014 mẹ nằm đây tai biến chỗ là chú ở đây luôn. Tạm chú ở đây luôn. Bà không cho chú Tuấn đi phẫu thuật hả bà? Bà cho bà nó chết bà. Không mà khóc. Thôi. Bà đừng có mình, bà mình phải nói chết với con. Không mà khóc. Dạ. Thôi. Thôi sao nó đi không được, ở đây người ta cho nghỉ, người ta không cho ở. Bây giờ đi tán lưu được, người ta cho ở, thôi người ta không cho ở. Khi mình bệnh thì khi hồi đó mình làm bảo vệ đó, bệnh thì đương nhiên người ta cũng chiếu cố cho mình cũng được 2-3 tháng nữa. Rồi khi mà mình đi nạn hoài lại như mình phải nghỉ đó, mình phải biết người bảo vệ mà đi nạn để đâu có làm việc thì được thì cũng đúng. Nhưng mà người ta vẫn để mình ở đây nuôi mẹ thì mình còn thọ đi tới đi lui được thì vẫn ở đây. Nó yếu cái nó chết luôn. Cái này là tả lót lưng đúng không? Đúng rồi. Còn cái nào là tả quần, con mặc tả quần? Tả quần chiều mình mới thay. Một ngày thay mấy lần? Chiều 2 lần, sáng thay 1 lần, chiều mình thay 1 lần. Tả quần là loại, nó cũng là cái jean, mà để là tả dán. Cái này là dán, còn cái này tả này để mình lót cái lưng cho đỡ hầm. Tả dán là tả này. Đừng, à, sợ đụng vô bà đau. Cái chân đó là tả dán. Đau. Còn cái đó tả lót, cái mình lót mình thay. Mình mới đỡ vậy mình thay để cho nó lưng nó ngồi thẳng, nó không ngồi lỏng. Đau lắm, ngồi vậy đau lắm, ngồi đau cái ngực không? Bà tức ngực, ngồi vậy bà thở không được. Cũng phải ráng vậy để mà mình lau mình không mãi, cũng phải ráng tìm đỡ. Ở trên người thì yếu nhưng mà được có một cái là trí não của bà rất là nhớ tốt lâu ha. Có nhiều người đại biến như là nằm không còn nhớ gì mê man. Còn rất là minh mẫn. 6 năm, 2007 bị tháng 7 2014 tới giờ. Năm nay là bà bao nhiêu, chính xác bao nhiêu tuổi vậy chú? 83 tuổi. Dạ. 83 tuổi.
Đây cái hình của bà đây mọi người. Hồi, lúc còn nhỏ, trẻ. Bà chụp hình thật 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 xanh Lý Thông. Cái tuồng thật xanh Lý Thông đúng không bà? Mình phần mình dân lại thủy. Lúc này là bà bao nhiêu tuổi vậy bà? Không biết là mấy tuổi, không nhớ, bây giờ lâu quá không nhớ. Nhưng mà còn trẻ nữa. Ủa cái hình ở đây là ba người này là ai vậy chú? Đó là ông già với đứa em sau này mất rồi. Ông già cũng mất luôn. Còn người em cũng mất luôn? Mất luôn. Còn cái lúc trong hình đó là bà bao nhiêu tuổi? Chắc khoảng 70 không? Không, cái hình mới bên đây cũng hình mới này chắc cũng khoảng khoảng 70 tuổi có. Sao mấy 70? Lớn tuổi là lúc lớn rồi, lúc này còn nhỏ nè, không biết gì. Lúc này 20 tuổi chắc, 20 mấy tuổi gì nè. Trước khi mà con về đó, bà có thể tặng cho con một cái câu nào nữa không? Cho vui đi. Cho vui đi. À, chuẩn bị vô lại. Đêm qua nằm ngủ mà mơ thấy nàng tiên nữ bất phơ xuống trần, tay cầm một sợi chỉ hồng tử cành chim phượng, mắt trong xuống phầm. Hỏi rằng tiên nữ đi đâu, nó đi đám cưới của nhà họ Lê. Cái đó là tuần gì vậy bà? Đám cưới người ta mình hò mình chúc chúc cho vợ chồng ta hạnh phúc. À vậy đó. Chúc cho hai đứa nó hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc. Chú Tuấn, chú có biết cái nhớ cái số điện thoại của chú không? Nhớ chứ. Dạ. Thì sẵn tiện đây chú đọc cái số điện thoại của chú đi để mọi người có thể liên hệ trực tiếp với lại chú với lại bà nha. 0797833611. Dạ. Yeah. 0797833611. Đúng. Hiện tại là đang hai mẹ con đang ở viện dưỡng lão nghệ sĩ ở quận 8. À, còn về những cái thông tin về nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Hồng Hoa thì nếu mà ai mà chưa có thông tin thì có thể là sạch ở trên mạng rồi đó, sẽ có những cái thông tin. Bà nói cái gì Dung bà? Kim Trung, đoàn Kim Trung. Mà đó đi đoàn Kim Trung. Dạ. Yeah. Đoàn Kim Trung. Ừ. Mình phân minh viên. Thôi con xin phép bà con về nha. Dạ cảm ơn, cảm ơn con nhiều lắm. Có dịp nào con đi ngang đây con ghé thăm bà với chú Tuấn. Cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn con nhiều lắm con. Riêng, dạ. Riêng về những cái ý kiến của mọi người về cái việc mà sức khỏe của chú Tuấn đó thì mọi người góp ý ở trên kênh của Food Dùm. Hiện tại là chú nói là bây giờ vẫn muốn là đi phẫu thuật nhưng mà lo mẹ mình buồn nên là không có đi. Vẫn y như là ý kiến trước cách đây 3 tháng mà cô Phút gặp chú. À, về cũng có những cô chú anh chị có gửi những cái bài thuốc để mà cho cái sức khỏe, cho những cái vết thương của chú Tuấn đỡ hơn á. Thì rất là cảm ơn mọi người. Xin mọi người góp ý lại hoặc là liên hệ trực tiếp lại với chú Tuấn trong cái thời gian mà chú chăm sóc mẹ của mình. Thôi con xin phép chú, con về nha chú. Dạ. Cảm ơn. Con về nha, tạm biệt nha. Cảm ơn nhiều lắm.